hôm nay chúng tôi làm cái món sâu muồng. Chào các bạn đã đến với giai đoạn 2 của món đặc sản. Đây là món sâu muồng đã sơ chế nha các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ bật mí lại làm món này chứ bây giờ làm nha các bạn. Không biết có thành công không nhưng cứ làm. Đầu bếp là chỉ có một người thôi nhưng mà hiện nay tôi thấy là khán giả rất là đông. Mọi người không làm thì có bàn tán nha. Đây là củ nén với ớt rồi xả. Bây giờ tôi sẽ phi cái này lên rồi sau đó là sẽ xả. Không biết là món này có thành công không nhưng mà cứ làm. Và bật mí với các bạn là những cái này là tôi đem từ nhà lên đây nhưng đây bếp nhà người khác. Đem củ nén rồi xả gì lên đây trực tiếp luôn. Có cái xả này con lại phải đem về thôi, để đấy được. Cho thật nóng dầu nữa các bạn. Không biết được cho làm bao giờ, chưa ai dạy thôi cứ làm. Không biết là kiểu gì. Bây giờ sẽ xào củ nén với xả này. Cái này có vẻ là hơi ít ớt này. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Chưa làm gì là mới một cái món củ nén xào với xả với ớt mà đã hấp dẫn rồi. Còn đây là đặc sản của núi rừng Tây Nguyên. Quá tuyệt. Cứ xào như vậy nha các bạn. Mà thành công hay không biết được. Tí ăn mới biết. Cho bột ngọt nha các bạn. Bột ngọt nhà này thôi. Này mà thích bánh tráng thì tuyệt vời đấy các bạn. Không biết là có cái gia vị gì được không mà tạm thời thì mới có một số ít gia vị đó là củ nén, xả, ớt. Hình như có thiếu một thứ đó là thiếu muối hoặc nước mắm. Chắc cho muối đi. Nước mắm sợ nó không hợp. Cho một ít muối chứ không phải nó nhạt. Trả chiếu thôi. Trà chiếu thôi. Các bạn đã thấy mùi thơm chưa các bạn? Không biết bạn nào có thấy thơm không, như tôi sắp sửa không quay được nữa rồi. Sực nứt hết mũi rồi. Phải nói là lần đầu tiên mình được một lời mời đi dự cái món mà đã rất nhiều lần muốn thưởng thức. Hôm nay mới có cơ hội. Rồi, họa sĩ Nông Hoàng Chín đặt tả vào đây để cho thấy cái mùi thơm thực lực. Vâng. Hấp dẫn chưa? Chính tay đồng chí Đặng Gia Duẩn vào bếp. Nói chung chỉ diễn thôi các bạn, chứ không biết có thành công hay không bởi vì chưa bao giờ làm. Mà hình như là người ta nói là cái món này... Nếu như mà không hợp là nó sẽ ngứa, không biết có đúng không ạ? Không vấn đề gì. Nhưng mà anh Chiến này, khoa chống độc là không đi đâu nhá. Sao cái này nó thuộc là đặc sản rồi. Đi được 5 năm rồi.
hết mua rồi. Thì có lẽ là phải lấy số đường dây nóng đi. Điện rồi. Các bạn, các anh chị rất là chu đáo. Sau khi chuẩn bị thưởng thức cái món này thì cũng đã có một bạn là điện cho khoa chống độc đấy. Nếu có vấn đề gì thì lên đường luôn. Là ăn cái món này thì ai mà xấu bụng thì sẽ không ổn. Còn lại tốt hơn sẽ bị do cái hàm lượng đạm nó rất là cao. Hôm bữa trước Chiến có được xem một cái đoạn clip mà đồng chí Duẩn làm cái món lá mì. Thực sự là mình rất thích cái món đấy. Nhưng mà mình không coi hết, nhưng mình chả thấy cái đoạn nào mời cả. Mình rất là thích mà không được giữ. Thôi, như vậy là ok rồi. Clip của chúng ta tạm dừng ở đây, và cái phần cái kết nó như thế nào thì sẽ thông tin đến các bạn ở clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.